Rồi hôm nay đại lúa trở lại xịt thuốc cái miếng khuôn nhỏ hai khuôn dài 700-800 mét này đây của ông Út. Thì hôm trước mình cũng có chia sẻ xịt thuốc nó, nhưng mà nó bị ung thư lủng lỗ đầu ôm, rồi cho nên ông thấy nó chỉ sừng thôi chứ nó không không có hết, rồi ông sợ lan ra ngoài cho nên bây giờ ông bồi thêm một cữ nữa. Mà cách đây khoảng 5 ngày thôi chứ không có xa đó, tại vì lúa bệnh cho nên xịt bò thêm, nhất là mấy cái đầu trong hậu á, tại vì trong hậu nó xạ nó gò đó, rồi xạ phân nhiều, ông kêu xạ phân nhiều quá cho nên rồi nó bị, nó tốt quá tốt rồi lá nhiều nữa cho nên nó bị sụp đổ. Nó tốt quá thì nó bị sụp đổ mấy chú cô bà con. Thì cái giống lúa của em mùa mưa này đó, nếu mà xạ giống dày quá thì nó sẽ ảnh hưởng, nếu mà cũng tùy theo xạ đi mình gãi phân nữa. Nó mình bón phân thì cái liều lượng cho nó vừa đủ thôi, cũng nhưng mà mình bón mình tiết kiệm cái dân công thì cũng không được. Tại vì cái phân mình xạ nhiều quá thì nó sẽ có lá. Đó, nhất là xài phân UG nhiều. Đó. Thì cái miếng này hôm hổm á thì là UG là cũng vừa chứ không có nhiều, cho nên thì lúa này cũng chỗ lên nó cũng hơi cao đó. Lúc trước mình cũng có chia sẻ cái miếng 40 công trên kia, trên cái mít kia nó là lúa lỗi cao lắm đó, nó vòng vòng rồi mà còn cao lắm. Thì bữa nay mình trở lại xịt bồi thêm cái miếng ruộng này. À, nó bị ung thư đó cho nên thì bữa nay ông xịt cũng em viên, nhưng mà ông loại mua cái loại em viên tốt nó với thuốc cập, nói chung là thuốc trị bệnh. Thì cái giai đoạn này là lúa nó chỗ cũng nhiều rồi, nhưng mà cái giống lúa này nó không có phơi bông nữa. Hồi năm rồi nó chỗ gỗ 3-4 ngày là nó gỗ nó phơi bông, còn bây giờ nó năm nay mùa hè thu này nó không có phơi bông, nó chỗ nó lùm lùm ở dưới gì không nè mấy chú con, miếng nào cũng vậy hết. Nó miếng nào cũng vậy trơn á, nó chỗ lùm lùm ở dưới á, ông nói sao năm nay chỗ kỳ quá. Không có điều, nó không có chỗ gỗ như cái một như hồi năm rồi, thì năm nay thì nó kéo dài thời gian, nó chỗ không đều nó kéo dài thời gian đó. Thì mùa hôm nay nắng nó nắng mấy tháng đó, rồi sau mưa xuống cho nên thì nó sẽ có bệnh thôi đó, nhưng mà mình phải tốn tiền lúa mình mới sạch bệnh, chứ còn mình à, tiện là lúa mình sẽ bị lung lỗ hết, với lại là mùa mưa này đi phân nhiều là sẽ ấy đó. Nhưng mấy cái chỗ này thì thấy nó có sâu lá có bệnh rồi bị vàng lá nữa đó, là vàng lá là do cái nấm bệnh ở dưới chân lúa mình đó, nó là hiện tượng nè. Thì cái cây lúa mình ở dưới là cái rễ lúa là nó sẽ có bị bệnh dưới rồi, chẳng hạn như là bú rễ rồi đó, nó vi khuẩn này thuốc cập. Hai cha nhỏ này đó hả? Hả? Hai cha nhỏ này đó hả? Hai cha nhỏ này là thuốc cập. Chơi xanh với chơi kèn cặp. Đổ cả nó cũng le quá. Hôm nay anh nhìn dạ. Kỳ vậy. Đây. Thuốc từ bệnh. Hả? Hai cha này là một cặp mấy chú cô bà con. Mấy cái nắp này. Được chai đó đây. Rồi amit cho top. Thầy thuốc này mà không hỏi ông đại rồi, hỏi ai trời. Biết hỏi ổng rồi cái ổng quên. Ông thầy thuốc mà thì xịt cũng mấy loại thuốc đó rồi, thuốc cập với amitriptyline với Advil. Đó, không có thuốc sâu mấy chú cô bà con.
rồi, nãy giờ mình cũng chia sẻ hiệu thuốc với chia sẻ cái lúa mấy chú cô bà con đó. Thì lúa này thì cũng sâu ống, rồi thứ hai nữa thì bị bệnh. Thì mình cũng chia sẻ là hôm trước thì xịt cách đây mấy ngày đó, bây giờ cái ung thư đồ ôm, cái đầu trong là nhiều, cái đầu trong mới nhiều, rồi chú cô ở ngoài này là ít lắm, khoảng chừng công hai công đất nó có một lỗ với hai thôi chứ không có nhiều, là đầu trong nó hơi nhiều, cho nên bữa nay ông xịt quét lại một lần nữa là về ung thư với đầu ôm. Là mình cũng chia sẻ theo thuốc, xịt có ba loại thôi, thuốc cặp với Amvin với Amitatop đó. Thuốc cặp thì nó có chai xịt vi khuẩn nó với trị bệnh. Thì video đến đây là hết, xem và thấy hay và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.